chấn động. Thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nhận lộc trời ban, tiền vàng ùn ùn đổ về, đổi đời giàu sang, phú quý. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến, tôi biết cô bác đã rất vất vả, tôi biết cô bác đã mất rất nhiều. Tôi biết cô bác đã rơi vào những hoàn cảnh oái oăm với nhiều tình huống tưởng chỉ có trên phim ảnh. Tôi biết cô bác thậm chí đã bị sỉ nhục, bị uất ức, bị cay đắng, bị bi ai, sầu hận. Nhiều người than phiền với tôi rằng cuộc sống của họ sao quá nhiều nỗi khổ sở, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, nhìn người ta quần là áo lược sung sướng như tiên. Tiền tiêu như nước, muốn gì được nấy mà thấy lòng đầy hờn tủi, ghen tị. Thế nhưng sống giản dị mới là lối sống thời thượng và khôn ngoan mà ít ai biết. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024 này, tuổi Mậu Thân lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường, vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Mậu Thân thân mến, thập toàn thập mỹ là thứ khó có được trong bất kỳ chuyện gì của nhân sinh. Mậu Thân ra khỏi nhà đi ăn sáng còn có xác suất rủi ro, bị hỏng xe, bị rớt ví tiền, đến được quán cũng có xác suất này, chủ quán nhập phải đồ ôi, vậy là ngộ độc, lăn lộn suốt ngày dài. Chuyện đi ăn sáng còn lắm sai số có thể xảy ra như vậy, thì việc muốn một thứ gì đó hoàn mỹ trong tay luôn là một việc không tưởng. Vậy nên khi Mậu Thân quyết làm một điều gì đó, cái mà Mậu Thân có thể làm chỉ là chấp nhận mọi rủi ro mà nó có thể xảy ra, sau đó nhắm mắt, nhắm mũi mà làm. Nghe hơi có vẻ ngu si một tí, nhưng thực tế trong cái sự chấp nhận rủi ro đó là Mậu Thân đã tính toán hết những gì có thể xảy ra rồi. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thuộc hành thổ trong ngũ hành với thiên can Mậu, mang tính chất của thổ, biểu trưng cho sự ổn định, kiên định và bền bỉ, kết hợp với con giáp Thân, biểu tượng của sự thông minh, nhanh nhẹn và linh hoạt. Tuổi Mậu Thân là sự hòa quyện giữa sự cứng cỏi của đất và trí tuệ tinh anh của con giáp. Người tuổi Mậu Thân thường có một cá tính mạnh mẽ, kiên định và rất có trách nhiệm. Họ mang trong mình một ý chí bền bỉ và không dễ dàng bị khuất phục trước khó khăn. Thiên can Mậu với yếu tố thổ giúp họ có sự vững vàng, đáng tin cậy và luôn giữ vững lập trường trong mọi hoàn cảnh. Họ là những người có khả năng đối mặt với thử thách và luôn tìm ra cách để vượt qua chúng. Những người tuổi này thường rất thông minh và nhạy bén. Họ có khả năng suy nghĩ nhanh nhạy và xử lý tình huống một cách khéo léo. Sự linh hoạt của con giáp Thân giúp họ dễ dàng thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống. Đồng thời, họ cũng rất sáng tạo và luôn tìm cách đổi mới để cải thiện bản thân và công việc. Họ là những người có tầm nhìn xa và biết cách lập kế hoạch để đạt được mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên, người tuổi Mậu Thân cũng có thể trở nên quá cứng nhắc và bảo thủ. Sự kiên định của họ đôi khi dẫn đến việc không chấp nhận ý kiến khác biệt và khó linh hoạt trong những tình huống cần sự thay đổi. Họ cần học cách lắng nghe và mở lòng hơn với những quan điểm mới, từ đó có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và phù hợp với tình hình thực tế. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Mậu Thân hiểu rằng sự kiên định và trí tuệ là những yếu tố quan trọng để đạt được thành công, nhưng cần phải đi kèm với sự linh hoạt và khả năng thích nghi. Họ nhận ra rằng để thực sự phát triển và tiến xa không chỉ cần có một nền tảng vững chắc, mà còn cần biết cách thay đổi và thích nghi với hoàn cảnh. Họ học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, từ đó mở rộng tầm nhìn và cải thiện bản thân. Người tuổi Mậu Thân cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc đạt được những mục tiêu lớn lao, mà còn là về việc trải nghiệm và học hỏi. Họ biết cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé và học cách trân trọng những giá trị tinh thần. Họ hiểu rằng sự ổn định và bình yên trong tâm hồn không đến từ những thành công vật chất,
mà từ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Thân luôn cố gắng duy trì sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự tin tưởng, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Người tuổi Mậu Thân với sự kết hợp giữa trí tuệ và sự kiên định là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trên con đường nhân sinh, người tuổi Mậu Thân không chỉ thông minh và sáng tạo mà còn biết cách giữ vững lập trường và vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa cứng cỏi và linh hoạt đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Mậu Thân, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và ổn định. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, khởi đầu từ tiết khí bạch lộ. Tiết bạch trong ý nghĩa cổ là nắng nhạt. Con người bước vào thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch sẽ mang đậm tinh thần vững vàng, trí tuệ thông thái, hành động quyết đoán, công danh, tài lộc có điểm thu hoạch tốt. Tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân thấy rằng thời điểm này có thể coi là quãng thời gian vô cùng may mắn của người tuổi Mậu Thân. Dường như mọi phương diện cuộc sống của chính chủ đều có những bước chuyển biến đáng kể, mọi khúc mắc cũng được giải quyết nhanh chóng. Thời điểm này, người tuổi Mậu Thân có một vận trình khá tốt. Thái dương tinh tọa mệnh mang tới nhiều điểm các lợi. Thái dương tinh mang tới tinh thần tích cực, nhiệt thành, tự mình tạo ra hào quang cho chính mình. Đặc biệt, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, ngũ hành kim khiến người tuổi Mậu Thân có nhiều sự ủng hộ. Các cát tinh nhiều thiền y, nguyệt giải đều sẽ là những ngôi sao đem tới điểm may mắn cho bản mệnh. Nhờ có tam hội soi chiếu, công việc của Mậu Thân tiến triển thuận lợi trong khoảng thời gian này. Nhờ có mối quan hệ xã giao hài hòa nên bạn được mọi người ủng hộ, có quý nhân giúp đỡ khiến nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết phù hợp. Thời điểm này rất thích hợp để bắt tay thực hiện những việc Mậu Thân đã lên kế hoạch từ lâu. Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu phát triển đáng mừng. Người tuổi Mậu Thân có mối quan hệ xã giao rộng rãi nên làm quen được với nhiều đối tượng khách hàng, đối tác triển vọng. Đôi bên hợp tác ăn ý, hứa hẹn đem về một khoản tiền kha khá. Chuyện tình cảm, người độc thân có nhiều cơ hội gặp được một người nào đó phù hợp. Các tinh Thái Dương và Thiên Dương xuất hiện, đem tới vận đào hoa. Mậu Thân trở nên nổi bật dù xuất hiện ở bất cứ đâu. Hãy mở lòng và làm quen với mọi người, Mậu Thân sẽ nhanh chóng phải lòng một ai đó. Tuy nhiên, giữa tháng người này cần lưu ý đến câu trận thần sát. Đây vốn là một hung thần, trong chủ đề xem ngày tốt xấu. Nó mang ý nghĩa không các lợi, dễ có điểm thị phi tranh cãi, làm việc không đầu không cuối, tổn hại đến bản mệnh. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân cho thấy thời điểm này hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp vào khoảng thời gian này. Công sức Mậu Thân bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua cuối cùng cũng được trả giá xứng đáng. Tuổi Mậu Thân có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình. Tam hội nâng đỡ vận trình cho bản mệnh, giúp Mậu Thân làm việc gì cũng thuận lợi hơn dự kiến. Mọi quan điểm và ý kiến Mậu Thân đưa ra đều nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Điều đó giúp Mậu Thân thêm tự tin và khẳng định giá trị của mình trong tập thể. Hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những công việc mà Mậu Thân đã lên kế hoạch từ lâu. Đừng tiếp tục chần chừ, do dự, vì thời điểm này dự báo có quý nhân xuất hiện. Mọi khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Thậm chí, bạn còn được đối phương giúp đỡ để hoàn thành công việc dễ dàng hơn. Nguyệt lệnh đế dượng cho thấy một vài người còn khẳng định được khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể của mình. Bản mệnh sẽ nhận được sự kính trọng của đồng nghiệp và cấp dưới. Có người sẽ được cất nhắc lên một vị trí cao hơn để thi triển tài năng. Ngoài ra, còn được Thái Dương các tinh che chở, vận trình công việc gặp thuận lợi. Thái Dương đem tới cho bạn vẻ ngoài uy nghiêm và điềm đạm, khí phách. Tuổi Mậu Thân dẫn dắt mọi người rất oai phong, lẫm liệt và có uy ở trong cốt tủy của mình. Phàm làm việc gì cũng dễ dàng nổi bật và giỏi giang. Các khí tự Thái Dương truyền cho người tuổi Mậu Thân tinh thần tranh đấu không biết mệt mỏi,
Đồng thời tinh thần chủ nghĩa cũng khiến họ trở nên bao đồng hơn, hay giúp đỡ kẻ yếu hơn. Các tinh sẽ đem tới cho người tuổi Mậu Thân nhiều mối nhân duyên tốt, từ đó giúp đỡ vận trình sự nghiệp phát triển. Nhưng đôi khi vì quá nhiệt thành mà bản thân dễ chịu áp lực về tinh thần, tuổi Mậu Thân cần phân rõ ranh giới giữa việc giúp đỡ và việc để cho mọi người được tự chủ trong công việc của họ. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân cho thấy những thành tích đáng mừng trong sự nghiệp cũng như làm ăn kinh doanh, sẽ giúp người tuổi Mậu Thân có một túi tiền rủng rỉnh. Mậu Thân có thể thoải mái chi tiêu mà không lo rơi vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ của mình, nên sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng không nhỏ. Thậm chí, Mậu Thân còn có thể hy vọng vào các quyết định thăng chức, tăng lương mà lãnh đạo dành cho mình. Người làm ăn kinh doanh có mối quan hệ xã giao rộng rãi, nên thường gặp được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nhờ đôi bên hợp tác ăn ý và công việc đạt kết quả tốt hơn dự kiến, đem về khoản lợi nhuận rủng rỉnh. Một số người khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên không cần mất quá nhiều công sức, tiền bạc thuyên chuyển, mà khách hàng vẫn dồn dập đổ về. Có thể Mậu Thân sẽ phải vất vả hơn người khác, nhưng bạn sẽ thu được một khoản tiền không nhỏ. Nếu có ý định ký kết hợp đồng hoặc mở rộng đầu tư sản xuất, thì Mậu Thân có thể suy nghĩ tiến hành ngay trong thời điểm này. Tất nhiên, Mậu Thân vẫn sẽ phải vất vả hoặc vướng phải một vài khúc mắc, song quý nhân xuất hiện đúng lúc sẽ giúp Mậu Thân hóa giải nhiều nguy cơ. Ngoài ra, cũng được Thái Dương che chở, tuổi Mậu Thân hành động tích cực và quyết đoán, tự mình giành lấy tiền tài về cho mình. Với người tuổi Mậu Thân làm chủ được đồng tiền của mình bao giờ cũng an toàn hơn. Là người có tài hướng dẫn, lại có tinh thần nhiệt tình, kiên định, nên mọi khó khăn kiếm tiền sẽ bị đạp băng trong hôm nay. Tuy nhiên, tính cách hơi cố chấp, chỉ muốn mọi thứ theo ý mình, nên nếu muốn vận tài lộc phát đạt, Mậu Thân cần học cách lắng nghe người khác nhiều hơn. Về vấn đề tiền bạc, người tuổi Mậu Thân có số vận khá tốt, bản mệnh có thể dễ dàng hợp tác làm ăn được với nhiều người. Kết quả sẽ thu được thắng lợi lớn, tiền tài của người tuổi Mậu Thân không thiếu, đôi lúc có những món tài lộc đến bất ngờ. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Nhiều các tinh chủ đào hoa xuất hiện trong thời điểm này, báo hiệu một tháng tình duyên rực rỡ với người tuổi Mậu Thân, đặc biệt là với người độc thân. Cơ hội gặp được người như ý sẽ rất cao. Nếu Mậu Thân chủ động đấy, một vài người có thể bất ngờ gặp được người như ý trong các buổi tụ tập bạn bè, giao lưu với đối tác hoặc ở một nơi công cộng nào đó. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng hai người bị thu hút ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Những thành tích nổi bật trong công việc cũng giúp Mậu Thân nhận được sự chú ý của không ít người khác giới. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải quá vội vàng đến với một ai. Hãy dành thời gian để trò chuyện và hiểu hơn về mọi người đã. Tuy nhiên, với người đã có đôi, có cặp hoặc đã có gia đình, thì đào hoa quá vượng lại không phải yếu tố tốt lành. Con giáp này cần chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, chớ để mình vào cảnh tình ngay lý gian hoặc vướng vào những mối quan hệ tai tiếng. Trong gia đình, tuổi Mậu Thân cũng hãy quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Nếu có thời gian rảnh hãy hâm nóng tình cảm cùng với đối phương, giúp quan hệ đôi bên thêm gắn kết, bầu không khí gia đình thêm vui vẻ và hạnh phúc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Thân không có gì đáng lo. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, bản mệnh luôn duy trì được tâm lý lạc quan và tích cực, nên nhiều bệnh tật vặt vãnh cũng được đẩy lùi. Hơn nữa, Mậu Thân cũng đã có ý định tập thể dục thể thao hơn khoảng thời gian trước đó. Với những người mắc bệnh thì tình trạng bệnh tật cũng có dấu hiệu giảm đi nhiều, chủ yếu là nhờ bạn suy nghĩ lạc quan và tìm được đúng thầy, đúng thuốc. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Mậu Thân sinh năm 1968? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968.
Xem tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, vận trình trong những ngày này của người tuổi Mậu Thân tốt đẹp rạng ngời, tinh thần phơi phới, nụ cười luôn nở trên môi. Dù chỉ là làm ở văn phòng hay đi công tác xa, mọi lộ trình của Mậu Thân đều được quý nhân thiên vượng phù trợ, an lành và thành công. Công việc dù khó đến đâu, tuổi Mậu Thân đều tìm ra cách xử lý, ai nấy đều thán phục với tài năng ấy, tiếp xúc với đồng nghiệp mới không tránh tình trạng chưa hiểu nhau. Vậy nên Mậu Thân hãy chỉ dẫn họ thật tốt, đừng tỏ thái độ ma cũ bắt nạt ma mới, bởi như vậy sẽ có hại cho bước đường thăng tiến của bạn sau này. Thiên phúc các tinh trực chiếu vào hai ngày cuối, mang tới nguồn sinh khí mới cũng như vận quý nhân dồi dào, tận dụng được điều đó, sự nghiệp càng thăng tiến, quan hệ xã giao càng hữu hảo. Với những ai là lao động tự do hoặc tìm kiếm công việc làm thêm, vừa tìm được công việc mới sẽ gặp quý nhân giúp sức, ngay ngày đầu đi làm. Mậu Thân đã tạo được ấn tượng tốt đẹp, cứ nỗ lực phấn đấu đi, Mậu Thân sẽ nhanh chóng hòa nhập tập thể, thậm chí có thể bứt phá lên vị trí quản lý. Vận trình tình cảm tung bay phơi phới giữa các cặp đôi dường như không còn bất cứ trở lực nào, tình cảm cứ thế thẳng tiến đến ngôi nhà hạnh phúc. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. Con số may mắn: 45, 82, 16 và 72. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm Tết Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Theo tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 8 âm lịch cho thấy, công việc của người tuổi Mậu Thân thuận lợi đủ đường, kế hoạch hay ý tưởng mới được triển khai. Tuy là một khoảng thời gian vất vả nhưng thu về thành quả xứng đáng, nhờ vận quý nhân khởi sắc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy sự nghiệp của bạn thăng hoa. Nếu có thể, Mậu Thân hãy chi tiền túi để mời những người đã giúp mình gặt hái thành công đi ăn uống một bữa ra trò. Điều đó vừa thể hiện lòng biết ơn, lại giúp gắn kết tình bằng hữu, có lợi cho phát triển sự nghiệp trong tương lai. Thời điểm này, người kinh doanh, buôn bán có thu hoạch bất ngờ, hãy mở rộng quy mô sản xuất hay kinh doanh để thu về lợi nhuận lớn hơn. Thiên vượng các tinh mang quý nhân tới trợ giúp, thiên hỷ báo hiệu tin vui về tiền bạc, túi tiền dơi rồi lại đầy, không phải lao tâm khổ tứ nhiều nữa. Lưu ý tránh hợp tác với người tuổi Hợi hoặc tuổi Mùi kẻo lợi nhuận chưa thấy đâu, Mậu Thân đã rất nhiều điều phiền toái về mình. Về chuyện tình cảm, tình yêu hôn nhân như ý nguyện, hạnh phúc ngập tràn khắp nơi, mối quan hệ đôi bên trở nên sinh động, linh hoạt. Cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, cùng nhau phấn đấu vì những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Người độc thân có vận đào hoa cực sáng, trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác giới. Chính vì thế, cơ hội để tìm được ý trung nhân không hề ít, bản mệnh cần phải chủ động nắm bắt. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số may mắn: 57, 86, 15, 40 và 33. Bí quyết cải mệnh của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Bản mệnh tránh tâm kiêu ngạo, có tài và tự tin về khả năng của mình là điều tốt nhưng chưa đủ. Quan trọng là biết đâu là điểm yếu, điểm mạnh của mình, vì không ai hoàn hảo cả. Những người không dám đối diện điểm yếu của mình thật ra lại là người dễ sa chân nhất. Họ kiêu ngạo nên chỉ hướng mắt nhìn lên mà không nhìn xuống để biết chân mình sắp bước vào hố sâu. Một khi kiêu ngạo thì việc tốt cũng có thể hóa thành việc xấu, hậu quả khó lường. Khiêm tốn làm người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta lạc hậu, dậm chân tại chỗ, thậm chí là tụt lùi. Trong lòng sản sinh kiêu ngạo thì đầu óc bắt đầu mu muội, không còn sáng suốt nữa. Sống trên đời nên biết trước biết sau, mình giỏi nhưng có người khác còn giỏi hơn. Thế nên, hãy biết đối diện với những cái sai, được người khác khuyên hãy biết lắng nghe để bản thân ngày càng trưởng thành và hoàn hảo hơn. Một người nếu biết rõ năng lực của bản thân đến đâu, không làm quá sức, không nhận những việc mình không có khả năng giải quyết thì mới là khôn ngoan. Bảo vật lớn nhất trong đời không phải là tiền bạc, phú quý hay chức cao vọng trọng, mà bảo vật của đời người chính là sự khiêm tốn. Con người có đức thì sẽ không cô đơn, không lẻ loi. Làm người hãy đặt chữ nhún nhường khiêm tốn làm hàng đầu mới khôn ngoan. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của cô bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ.
đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, theo sao chiếu mệnh, sao thủy diệu. Đây là sao tốt chủ về tài lộc vượng, trong nhà có nhiều chuyện vui mừng, hỷ sự. Sau này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao thủy diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc, đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Theo vận niên, năm con rồng, tuổi Mậu Thân nam mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới DUAC. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự. Đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui, gia đạo hài hòa, trên kính dưới nhường, đón hỷ sự trong năm. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức là phúc tinh mang lại may mắn, an vui, trong nhà có hỷ sự, sau này tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Năm gặp hạn tam kheo cần phải đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, thương tật ở tay chân, đề phòng các bệnh về xương khớp và mắt. Theo vận niên, năm Giáp Thìn, tuổi Mậu Thân nữ mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới DUAC. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự. Đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui, gia đạo hài hòa, trên kính dưới nhường, đón hỷ sự trong năm. Cách hóa giải vận hạn. Cách tăng các khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường các khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận,
tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.